Cảm ơn quý khán giả đang đón xem chương trình Chuyển động Đông Tây. Rất vui được đồng hành để gửi đến quý khán giả những thông tin mới trong 30 phút trưa nay. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019, sau đây là những nội dung mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng điểm qua. Thưa quý khán giả, dị tật bẩm sinh là một chủ đề khá nhạy cảm mà ít mẹ bầu nào muốn nhắc đến. Tuy nhiên trên thực tế, theo thống kê tại nước ta, khoảng 13 phút lại có một trẻ dị tật bẩm sinh được sinh ra. Điều này hoàn toàn có thể tránh được nếu như các bà mẹ chú ý. Tuổi thai đã 28 tuần, nhưng bà mẹ này cũng chỉ mới siêu âm vài lần tại các cơ sở y tế gần nhà. Bỏ qua các bước sàng lọc trước sinh ở những tuần quan trọng, chị chỉ phát hiện thai nhi nghi mắc dị tật bẩm sinh khi thai bước sang tuần 28. Đây không phải là trường hợp duy nhất được phát hiện có những dị tật bất thường ở thai nhi. Nhiều thai phụ cũng được phát hiện từ tuần thai thứ 12 đến 16. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 41.000 trẻ bị dị tật, tức khoảng 13 phút lại có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra. Đây là điều đáng tiếc vì rất nhiều bệnh hoàn toàn có thể loại trừ bằng các biện pháp sàng lọc, chẩn đoán trước sinh. Theo các bác sĩ, trẻ bị dị tật bẩm sinh thường mang các dị tật như hội chứng Down, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ, rối loạn giới tính, không thể phát dục. Trẻ bị khuyết tật bẩm sinh là gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Do đó, việc sàng lọc và chẩn đoán khi mang thai có thể phát hiện và can thiệp sớm các dấu hiệu để giúp cho trẻ phát triển bình thường. Hoặc là việc can thiệp này có thể giúp giảm nhẹ các hậu quả cho trẻ. Thưa quý khán giả, theo quy luật, thông thường từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, dịch bệnh sốt xuất huyết mới xuất hiện và đỉnh dịch thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do thời tiết bất thường, dịch bệnh sốt xuất huyết lan nhanh trên cả nước. Chưa rơi vào đỉnh dịch nhưng bệnh lây lan nhanh và mức độ nhiễm bệnh đang khiến cho ngành y tế lo lắng, căng mình chống sốt xuất huyết khi diễn biến của bệnh rất phức tạp. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận khoảng 71.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018. Tại phía Bắc, dịch sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp và đang có dấu hiệu lan nhanh. Ở Hà Nội, chỉ riêng tuần qua ghi nhận thêm 162 trường hợp mắc mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày. Khu vực Bắc Trung Bộ, một trong những địa phương đang bị dịch sốt xuất huyết hoành hành là Quảng Trị. Riêng huyện miền núi Hướng Hóa, nơi giáp biên giới với Lào, xuất hiện hơn 400 trường hợp. Phía Nam, sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở 20 tỉnh, thành phố với gần 50.000 người mắc, cao hơn 139% so với cùng kỳ năm 2018. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát hiện nhiều ca mắc nhất. 6 tháng qua, có 24.768 ca mắc, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai. 13 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đối mặt với dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng đột biến. Tính đến cuối tháng 6, tỉnh Kiên Giang đã có hơn 1.000 ca nhiễm sốt xuất huyết, đứng thứ 10 trong tổng số 20 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Ở Cà Mau, dù chưa có báo cáo chính thức, nhưng theo Sở Y tế tỉnh này, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau thông tin, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị 91 ca, tăng 313,8% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá của các bác sĩ điều trị, sốt xuất huyết đang ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn, từ nguồn lây nhiễm cho đến phát đồ điều trị. Đáng chú ý là tại nhiều tỉnh, thành phố, những ca bệnh không chỉ xuất hiện ở khu vực trũng thấp, nhiều cây cối mà có cả bệnh nhân ở khu vực đông dân cư, vốn được vệ sinh môi trường, nhà cửa sạch sẽ. Tính đến nay, cả nước đã có 6 trường hợp tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, số ca mắc gia tăng khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. 6 tháng qua, Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 5.426 ca mắc sốt xuất huyết. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 140 ca, trong đó người lớn chiếm 83%. Đến thời điểm này, có 1 ca tử vong, 4 ca nặng xin về. Hiện tại còn điều trị 151 bệnh nhân, trong đó 10 ca nặng đang thở máy. Phía Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có hơn 2.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết điều trị tại trung tâm từ đầu năm đến nay và đã có 2 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định,
bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, gia tăng về phạm vi và số lượng người mắc bệnh qua từng năm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân là do mùa hè đến sớm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước, dẫn đến vector truyền bệnh phát triển mạnh. Trong khi tập quán tích trữ nước của người dân chưa có thay đổi đáng kể, kèm theo tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường tại các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, nhà trọ, lán trại không được quan tâm xử lý, dẫn đến phát sinh các ổ lăng quăng của muỗi truyền bệnh. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, tình hình thời tiết nắng nóng và mưa nhiều kèm theo hiện tượng nóng, lạnh, thất thường thời gian qua là điều kiện thuận lợi khiến bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng trong mùa hè. Thế nhưng, nhiều địa phương chưa thật sự vào cuộc quyết liệt, còn phó mặc cho ngành y tế. Một bộ phận người dân chưa hợp tác với chính quyền, ngành y tế trong công tác phòng chống dịch, chưa có ý thức trong việc vệ sinh môi trường, loại trừ các ổ lăng quăng. Từ đó khiến tình trạng bệnh khó kiểm soát. Nhấn mạnh, không có lăng quăng thì không có sốt xuất huyết. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị toàn ngành y tế, các địa phương đẩy mạnh truyền thông, chủ động phòng chống dịch trước rồi mới đến chữa bệnh. Từ đó đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa hè. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, lan rộng, kéo dài trong thời gian tới, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ mỗi cộng đồng thực hiện những hành động đơn giản nhưng rất thiết thực và quan trọng để phòng chống dịch cụ thể như sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước xung quanh nhà. Ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Quý khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Tây được trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Thưa quý khán giả, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ tài xế va chạm với hai người đi xe máy. Theo đó, một người phụ nữ điều khiển xe tay ga cố vượt đèn đỏ. Khi đi qua ngã tư đã phóng nhanh, thiếu quan sát và quẹt vào một xe máy khác, khiến cho hai người ngồi trên xe ngã sóng xoài xuống đường. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, nữ tài xế này chỉ ngoái lại nhìn rồi thản nhiên bỏ đi. Vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại tại ngã tư Bình Long, Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hành động vô trách nhiệm của nữ tài xế đã chấp phải vô số ý kiến phê bình, chỉ trích vì thiếu ý thức khi tham gia giao thông và gây nguy hiểm cho người khác. Thưa quý khán giả, cuộc đua tranh thị phần giữa xe lắp ráp và nhập khẩu trong nửa đầu năm nay đã tạo nên những biến động mạnh trên thị trường. Người Việt đón nhận nhiều đợt giảm giá từ các hãng lẫn đại lý. Song song là hàng loạt xe mới ra mắt, sau đây là những điểm nhấn nổi bật của thị trường ô tô Việt sau nửa đầu năm 2019. Xe nhập về ồ ạt, đua giảm giá, đua doanh số với xe lắp ráp hay xe mới liên tiếp ra mắt là những điểm nổi bật 6 tháng đầu năm. Được khơi thông kể từ nửa sau 2018, ô tô chủ yếu từ hai nước láng giềng là Thái Lan, Indonesia tiếp tục đổ về Việt Nam. Ô tô nhập, lắp, đua giảm giá với nguồn hàng ổn định và được đua tranh thị phần từ các hãng. Thị trường ô tô Việt trong nửa năm qua không có nhiều đợt tăng giá mạnh. Trái lại, xe hơi liên tục giảm giá. Xe phổ thông, xe sang liên tiếp ra mắt. Giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2019, hàng loạt sản phẩm mới được các hãng tung ra thị trường. Những cái tên mới lần đầu xuất hiện như Honda, Rio nhập khẩu, Mazda CX-8, VinFast, Fadin lắp ráp. Định hướng ưu tiên xe lắp ráp, Nghị định 116 trong năm 2018 đặt ra các quy chuẩn nghiêm ngặt trong khoản nhập xe và nhiều dự thảo về chính sách ô tô đang có xu hướng ủng hộ sản xuất xe hơi trong nước. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề Tình người thấm đượm hồn sen. Tại đây, nhiều hoạt động được tổ chức như trình diễn làng nghề thủ công tiêu biểu, giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, đặc sản Đồng Tháp và các tỉnh, hội thi ẩm thực, món ngon địa phương các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong khuôn khổ tuần lễ, diễn ra chương trình không gian văn hóa du lịch thành phố Cao Lãnh, thành phố Hội An năm 2019. Đây là lần đầu tiên có sự kết nối văn hóa giữa hai thành phố. Qua đó,
vừa giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh và nét đẹp văn hóa của thành phố Cao Lãnh, thành phố Hội An, vừa liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch của hai địa phương. Thưa quý khán giả, những ngày gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin về việc Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam và được bầu làm Phó trưởng ban phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam. Công chúng tò mò về danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh, không biết tổ chức nào đã trao danh hiệu đó. Có lẽ câu chuyện này đã khiến cho nhiều người cảm thấy về xu hướng loạn danh hiệu trong thời gian qua. Không phải đây là lần đầu tiên xuất hiện mà việc loạn danh hiệu đã có hàng chục năm nay. Câu hỏi đặt ra, một danh hiệu như thế giá bao nhiêu? Đây là nội dung được đề cập trong Góc nhìn trong tay hôm nay. Được biết, danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh được Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với công ty xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh trao cho cô Phạm Nữ Hiền Ngân. Trước đó, cũng chính những nơi này đã trao các danh hiệu nữ hoàng khác như Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam về lĩnh vực tài nguyên môi trường, Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam ngành thực phẩm, Nữ hoàng trang sức Việt Nam. Như vậy có thể hiểu, Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và công ty xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh hiện đang nắm bản quyền của khá nhiều cuộc thi tạo nữ hoàng. Có thể thấy các doanh nghiệp là đối tượng được chào mời để tham gia vào các cuộc thi danh hiệu này. Chưa bao giờ thị trường mua bán danh hiệu giải thưởng hết sức sôi động khi có nhiều đơn vị chào mời trao cho doanh nghiệp, doanh nhân với mức giá từ vài chục cho đến vài trăm triệu. Có doanh nghiệp mỗi tháng nhận đến hàng chục lời mời. Để đưa khách hàng, các doanh nghiệp vào trong, các đơn vị thường gửi thư thông báo doanh nghiệp nằm trong các top thuộc diện nhận giải thưởng để mời doanh nghiệp tham gia. Sau đó, các đơn vị này né tránh chuyện đóng kinh phí bằng cách gửi thư thông báo phí thẩm định, phí tài trợ. Các giải thưởng này thực sự không ổn, bởi không có quy trình soát xét kỹ càng, minh bạch và cũng có không ít trường hợp treo đầu dê bán thịt chó. Có lẽ chỉ cần gửi tiền tài trợ từ vài chục đến vài trăm triệu thì doanh nghiệp đã có danh hiệu trong tay. Và trên thực tế đã có không ít doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền ra để được vinh danh, có những chứng nhận để tham gia các hội chợ, các hoạt động quảng cáo với mong muốn tăng thêm uy tín. Câu chuyện mua danh hiệu của không ít doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra tình trạng loạn danh hiệu như hiện nay. Và hiện tượng mua bán danh hiệu của các doanh nghiệp này nó đã tồn tại hàng chục năm nay. Những giải thưởng danh hiệu bát nháo hiện nay thực tế không hề đo lường được sức mạnh thương hiệu của một sản phẩm doanh nghiệp, không mang lại giá trị gì cho khách hàng. Thay vì đi xây dựng các giá trị cốt lõi, doanh nghiệp lại đi đầu tư cho cái vỏ bề ngoài, mua giải hay danh hiệu. Các danh hiệu nếu có cũng chỉ tạo một tiếng vang tức thời, không có yếu tố kỹ thuật nào để tạo sự nhắc nhớ hay yêu thích thương hiệu từ phía người tiêu dùng. Từ thực tế này, đã đến lúc ngành văn hóa, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc ráo riết hơn để siết lại chặt chẽ việc cấp phép tổ chức các cuộc thi nhan sắc. Phải có những điều khoản cụ thể rõ ràng đối với các đơn vị tổ chức cuộc thi trao danh hiệu, không nên để lộn xộn, nhập nhem, đơn vị nào cũng có thể làm được như hiện nay. Việc xử phạt nghiêm minh đối với các đơn vị tổ chức thi thiếu chuyên nghiệp, trục lợi kiếm tiền, không chỉ mục tiêu tôn vinh văn hóa, tôn vinh cái đẹp là cần thiết. Nhìn ở góc độ khác, chính việc xính danh hiệu, mua danh hiệu của không ít doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra tình trạng loạn danh hiệu như hiện nay. Và hiện tượng mua bán danh hiệu của các doanh nghiệp này nó đã tồn tại hàng chục năm nay. Do đó, nếu việc mua danh tạo hư danh mà bị lộ tẩy thì chắc chắn sẽ tạo ra sự hoài nghi, thậm chí tẩy chay của người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, trước tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên tục mà nhiều nghi ngờ là việc thi lấy bằng lái xe quá dễ dãi, nhằm đảm bảo chất lượng sát hạch cấp giấy phép lái xe, trước nhất, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thí điểm việc kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các trung tâm sát hạch lái xe thuộc 4 sở giao thông vận tải là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng qua hệ thống camera. Theo đó, các trung tâm sát hạch lái xe sẽ lắp đặt camera để giám sát trực tiếp phòng sát hạch lý thuyết, đảm bảo quan sát toàn bộ phòng không bị góc khuất, giám sát ở vị trí sân sát hạch lái xe như vị trí xuất phát, vị trí dừng và khởi hành xe trên dốc, vị trí qua vệt bánh xe, vị trí qua ngã tư, vị trí ghép xe vào nơi đổ và các vị trí cần thiết khác. Hệ thống camera này được kết nối Internet để kết nối hình ảnh từ trung tâm sát hạch lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Các sở giao thông vận tải cài đặt phần mềm để tích hợp dữ liệu hình ảnh từ các trung tâm sát hạch lái xe thuộc sở để giám sát trực tiếp,
việc tổ chức lắp đặt hệ thống camera cần được hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Thưa quý khán giả, Hà Nội vừa trải qua những đợt nắng nóng lịch sử, có lúc nhiệt độ đo được ở một số điểm ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Có ở thủ đô trong những ngày đó, đặc biệt là khi đi ra ngoài đường phủ đầy bê tông, thì chúng ta mới thấy được bóng mát mà cây xanh tạo ra, nó quý giá đến như thế nào. Dân, mặc dù là trong vài năm trở lại đây, nhiều tuyến phố đã được khoác lên những tấm áo xanh mướt từ chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh. Thế nhưng, thực tế cây xanh ở Hà Nội vẫn còn đang thiếu. Qua hình ảnh chụp từ vệ tinh của Google Maps, có thể thấy khu vực có nhiều màu xanh bao phủ nhất của thủ đô là các huyện ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn và một số quận mới là Long Biên, Nam Từ Liêm. Đây là những nơi có đất nông nghiệp canh tác, đất rừng, nhờ có mật độ cây xanh tương đối cao. Tại các quận nội đô, ngoài số ít con đường quanh năm rợp bóng mát thì nhiều tuyến đường đã bị bê tông hóa, thậm chí có những nơi không thể nhìn thấy màu xanh của cây. Cùng với những đoạn đường nắng nóng oi bức, khói bụi mù mịt, những hàng tán lá xanh chưa đủ rộng để tỏa bóng mát cho những người đi qua cung đường này. Theo số liệu năm 2017 của Hiệp hội Cây xanh Việt Nam, tính trung bình tại Việt Nam, tỷ lệ cây xanh đang là 2-3 mét vuông một người. Trong khi đó, chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hiệp Quốc là 10 mét vuông một người. Về nguyên lý, những khu vực được phủ xanh từ 20-50% diện tích thì nhiệt độ tại đó sẽ giảm từ 3,3-4,8 độ C. Điều này càng cho thấy cây xanh mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với môi trường và cuộc sống của con người, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức và chất lượng không khí đang có nhiều thay đổi thất thường. Trước thực trạng thiếu cây xanh như hiện nay, thay vì đăng tải các dòng trạng thái than vãn thì một nhóm các bạn trẻ đã có hành động nhằm lan tỏa lối sống xanh cũng như là tình yêu với cây xanh và môi trường. Dân, tôi biết là anh Sơn Hiền đang muốn nói đến một nhóm bạn trẻ nào rồi. Thưa quý khán giả, mỗi khi xây một căn nhà mới, sửa lại nhà cũ, dọn dẹp sân vườn thì ai cũng thường băn khoăn về cách xử lý những chậu cây khỏe mạnh ở nhà của mình. Dứt bỏ hay là chuyển đến một nơi trồng mới? Và nếu như chuyển đi thì chúng sẽ được chăm sóc bảo vệ ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này thì trạm cứu hộ cây xanh đã ra đời và được cộng đồng mạng gọi là những hiệp sĩ của cây xanh. Thực sự là những hành động tuy nhỏ thôi nhưng mà sức lan tỏa của nó thì là rất lớn. Bảo vệ cây xanh chính là bảo vệ nguồn sống, bảo vệ chất lượng sống của chính chúng ta. Việc nhận thức về lối sống xanh, hít thở không khí trong lành cũng được lan tỏa tới nhiều bạn trẻ bằng các hành động như trồng 600 cây sáo ở Hà Nội để vừa có thể làm rừng phòng hộ chống xói mòn đất, vừa làm cây che bóng mát tạo cảnh quan, vừa được trồng làm cây ăn trái, làm gỗ, hay đổi giấy lấy cây để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng, đồng thời quyên góp sách, truyện để xây dựng những tủ sách miễn phí cho trẻ em vùng cao. Có thể nói không chỉ dừng lại ở việc cứu sống một cái cây, mà những hoạt động này còn góp phần giữ lại một phần lá phổi xanh của thành phố, giúp bầu không khí trở nên trong lành hơn. Qua đó thì cũng khơi lên ý thức trách nhiệm của người dân, thời gian tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời gian thứ hai là ngay bây giờ. Câu nói này như một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở, thôi thúc mọi người hành động để giữ lấy lá phổi xanh khi mà chúng ta đã có đủ nhận thức và việc làm để thực hiện điều đó. Thưa quý khán giả, yoga giờ đây không còn là bộ môn xa lạ mà đã trở nên rất quen thuộc, nhất là với chị em phụ nữ. Mặc dù không có tác dụng làm tăng cơ và làm cho cơ thể săn chắc như tập gym, nhưng mà đây lại là bộ môn để giảm cân hiệu quả bởi nhiều khả năng đặc biệt mà nó mang lại cho cơ thể người tập. Tuy nhiên, cũng không ít người tập yoga một cách thường xuyên trong một thời gian khá dài, nhưng hiệu quả thì lại không như mong đợi. Không gì buồn hơn khi bị nhận xét là càng tập, càng trông già đi và mập hơn. Vì sao lại như vậy? Quá trình tập luyện không ổn hay có điều gì khác nữa? Câu chuyện sinh tồn ngày hôm nay xin được đề cập nội dung này. Ai mới bước chân vào bộ môn yoga đều đặt câu hỏi, tập yoga liệu cân nặng có giảm? Câu trả lời là có, nếu người tập biết kiên nhẫn. Đã có rất nhiều người giảm béo thành công nhờ yoga, có thể giảm 1kg một tháng. Sở dĩ yoga giảm cân hiệu quả, vì khi tập, cơ thể phải vận động và kéo giãn, cơ bắp sẽ phát triển hơn. Yoga giảm cân không nhanh như aerobic.
Nhưng thực tế, mỗi người sẽ phải mất 240 kcal trong một giờ tập yoga cổ truyền và mất nhiều hơn 400 kcal đối với những bài luyện khó. Như vậy, người tập vẫn có thể tiêu hao calo nhờ yoga mỗi ngày mà không cần tập mệt như aerobic hay chạy bộ. Ngoài việc tập luyện, người tập cũng phải có chế độ ăn uống hợp lý. Khảo sát một số chị em thường trong lúc căng thẳng, buồn bực, tâm trạng không tốt là lại ăn không kiểm soát. Vì thế khi đến với yoga, môn này sẽ có tác dụng giải tỏa căng thẳng nên dễ kiểm soát lượng thức ăn mình nạp vào. Đây là yếu tố quan trọng trong hành trình giảm cân. Tập yoga giúp tâm trí thanh thản, trẻ hóa cơ thể và còn hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh như đau cột sống, suy giãn tĩnh mạch, trầm cảm. Nhưng rất nhiều người khi tập chỉ tập trung đúng thế, uốn dẻo mà quên kiểm soát hơi thở, dẫn đến sự căng thẳng, nhất là trên gương mặt. Tập lâu ngày như vậy, gương mặt không những không trẻ trung mà còn già đi. Nhiều chị em cũng than thở tìm đến yoga để giảm cân nhưng càng tập càng mập. Thì ra là sao mỗi giờ tập, các chị rủ nhau nạp năng lượng ở các quán trà sữa, quán ốc, quán bún. Chính cách ăn uống thả ga như vậy thì dù có tập yoga hay bất kỳ môn nào khác cũng không thể có được thân hình cân đối. Tốt nhất sau khi tập xong uống một ly nước ép, một ly sữa thay vì nạp rất nhiều năng lượng dư thừa không cần thiết. Thời gian tốt nhất để tập yoga là vào sáng sớm và chiều tối, ít nhất 1 tiếng mỗi ngày. Nếu không có nhiều thời gian, có thể tập vào buổi sáng khi thức dậy, giờ nghỉ trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Chú ý tập luyện mức độ từ dễ đến khó với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Nếu chỉ dừng lại ở những động tác vừa phải, rất khó có thể giảm cân dù tập luyện chăm chỉ, phải ít nhất từ 5 đến 6 tháng mới thấy rõ sự thay đổi của cơ thể. Bản chất của yoga là sự thư giãn, cân bằng trạng thái cơ thể giữa thể chất và tinh thần. Vì vậy, người theo học yoga chuẩn bị cho mình một tâm thế thoải mái, tránh căng thẳng lo âu, mạnh dạn chia sẻ thể trạng sức khỏe để người hướng dẫn lựa chọn bài tập cho phù hợp. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Đông Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.